Thưa quý vị và các bạn, sáng 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Việt Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, Đảng bộ chính quyền xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là các tiêu chí có khả năng biến động, để xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả. Trong đó, Việt Thành đã xác định được cây trồng chủ lực của địa phương, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng dâu, vùng trồng quế, thành lập 3 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 38 tổ hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã Việt Thành đạt 50 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,12%, 100% các tuyến đường liên thôn được bê tông cứng hóa, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, 100% các tuyến đường trục xã, trục thôn được trồng hoa, cây bóng mát, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Xã có 7 trên 8 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trao bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng xã Việt Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong xã trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và bà con nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khai thác triệt để mọi tiềm năng lợi thế so sánh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, tiến tới sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ kết hợp với phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Phát triển mạnh các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm nông lâm nghiệp có thế mạnh của xã, như trồng và chế biến các sản phẩm từ quế, trồng dâu nuôi tằm, trồng rừng nguyên liệu, chăn nuôi quy mô lớn theo hướng tập trung. Tiếp tục huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế xã hội, củng cố và nâng cao các tiêu chí hạ tầng như công trình thủy lợi, nhà ở dân cư kiên cố, giao thông nội đồng, giao thông liên thôn liên xã, cơ sở vật chất văn hóa, chợ thương mại, hệ thống điện, công nghệ thông tin. Tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, nâng tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học lên 100%. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đặc biệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Góp phần giữ cho Yên Bái là vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý Đảng bộ chính quyền xã Việt Thành cần quan tâm thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, quan tâm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, thôn bản hạnh phúc, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Quan tâm hỗ trợ các hộ đã thoát nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đảm bảo thoát nghèo bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.